áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào tất cả các em đã đến với video bài giảng ngày hôm nay. Và hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học phần preview của Unit 12 nhé. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 120, 121 và chúng ta cùng chuẩn bị để bắt đầu bài học nào. Ở bài preview của Unit 12 này thì chúng mình có tất cả 3 bài tập, đó là A, B và C. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau lần lượt giải từng bài nhé. Đầu tiên, chúng mình sẽ đến với phần A. Ở bài này thì đề bài yêu cầu chúng mình listen, match the teenagers to the occasions they celebrate. À, bài này thì chúng mình sẽ lắng nghe audio, sau đó thì chúng mình sẽ nối tên của các bạn thanh niên ở đây với lại dịp lễ mà các bạn ấy tổ chức. Ở đây chúng mình có tất cả là 5 bạn, đó chính là Maria, Jean, Philip, Aditi và Christy. Và ở đây tương ứng thì cũng có 5 câu trả lời, đó chính là goes to a festival, he watches a dot dot dot. À, có nghĩa là đi tới lễ hội, anh ấy xem một cái gì đó. Và B sẽ là celebrate Chinese New Year, he watches the dot dot dot. Có nghĩa là tổ chức lễ nguyên đán. Nghĩa là tổ. Có nghĩa là kỷ niệm ăn mừng. Có nghĩa là ăn mừng Tết Nguyên Đán. Và anh ấy thì xem một cái gì đấy. Đúng không nào? Câu C, celebrates her birthday, she has a dot dot dot. À, tổ chức lễ sinh nhật và cô ấy có cái gì đó, đúng không? Và ý D là celebrates New Year, she puts up, à, ăn mừng năm mới và cô ấy để cái gì đấy. Và câu E của chúng mình nói là celebrates Diwali, she is, à, ăn mừng lễ Diwali và cô ấy đã ăn gì đó. Xin nào. Nào, bây giờ cùng bắt đầu. Nào, bây giờ chúng mình cùng bắt đầu giải bài tập này nhé. Đầu tiên thì cô sẽ bật audio một lần và sau đấy các bạn sẽ hoàn thành bài của mình. Sau đấy thì cô sẽ bật audio lại một lần nữa và cô sẽ chữa từng câu một. Các bạn chuẩn bị nhé. Cô bật audio đây. Hi Maria, it's your birthday next month. What do you usually do for your birthday? Well, I usually have a party with my friends. It's a lot of fun. Hi Yang, what does your family do for Chinese New Year? We always watch the fireworks, and then we have a quiet dinner at home. I really enjoy Chinese New Year. Felipe, do you have any plans for your summer vacations? Well, I usually go to a festival and watch the parade. Hi Aditi, what do you usually do for Diwali? I usually go shopping. It's fun. But what I enjoy most is eating. I eat special food, really nice food. Hi, Christy. What do you do for New Year? I usually spend it at home. I clean the house and put up decorations. Then I spend time with my family. I like spending time with my family at New Year. Rồi, các em đã có câu trả lời cho mình rồi chưa nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe lại audio một lần nữa. Và đối với mỗi câu thì cô sẽ dừng lại và chúng mình sẽ chữa nhé. Hi Maria, it's your birthday next month. Hi Maria, it's your birthday
Next month. À, đầu tiên mình có bạn Maria và có một bạn nữ thì hỏi bạn Maria là có phải là sinh nhật của cậu vào tháng tới không? What do you usually do for your birthday? What do you usually do on your birthday, đúng không? À, cậu thường làm gì vào ngày sinh nhật của mình? Well, I usually have a party with my friends. À, thế là Maria trả lời là well, I usually have a party with my friends. À, tôi thì thường tổ chức tiệc cùng với lại bạn của mình, đúng không nào? Thì ở câu 1 này chúng mình sẽ nối với ý C, đó chính là celebrate her birthday, đúng không nào? Rồi, chúng mình cùng nghe tiếp nhé. It's a lot of fun. It's a lot of fun. Đó, thì có nghĩa là rất là vui, đúng không nào? Hi Yang, what does your family do for Chinese New Year? À, hi Yang, what did your family do for your Chinese New Year? Vậy thì chúng mình sẽ nối với phần B là celebrate Chinese New Year, đúng không nào? Cùng lắng nghe tiếp. We always watch the fireworks. And then we have a quiet dinner at home. I really enjoy Chinese New Year. À, là bạn này hay. Hi, Maria. It's your birthday next month. What do you usually do for your birthday? Well, I usually have a party with my friends. It's a lot of fun. Hi, Yang. What does your family do for Chinese New Year? We always watch the fireworks, and then we have a quiet dinner at home. I really enjoy Chinese New Year. Felipe, do you have any plans for your summer vacations? Well, I usually go to a festival and watch the parade. Hi, Aditi. What do you usually do for Diwali? I usually go shopping. It's fun, but what I enjoy most is eating. I eat special food, really nice food. Hi, Christy. What do you do for New Year? I usually spend it at home. I clean the house and put up decorations. Then, I spend time with my family. I like spending time with my family at New Year. Nào, bây giờ thì chúng mình sẽ lắng nghe lại audio một lần và cùng check đáp án với nhau nhé. Hi, Maria. It's your birthday next month. What do you usually do for your birthday? Well, đầu tiên sẽ là bạn Maria, đúng không nào? Và một bạn nữ thì đã nói với Maria là Hi, Maria. It's your birthday next month. Chào Maria. Sinh nhật của cậu vào tháng tới, đúng không? What do you usually do for your birthday? Và bạn ấy hỏi Maria là Maria thường làm gì cho sinh nhật của mình? Thì Maria trả lời là I usually have a party with my friends. It's a lot of fun. Well, I usually have a party with my friends. It's a lot of fun. Tớ là thường tổ chức tiệc cùng với lại bạn của mình. Và nó rất là vui. Đó, vậy thì số 1 Maria đây thì chúng mình sẽ nối với C là celebrate her birthday, đúng không nào? Thế chúng mình cùng nghe đến Giang nhé. Hi Yang, what does your family do for Chinese New Year? Hi Yang, what does your family do for Chinese New Year? Đúng không nào?
Chào Giang, thì gia đình của bạn thì thường làm gì để kỷ niệm, để ăn mừng? Gia đình nhà bạn thường làm gì trong dịp Tết Nguyên Đán đúng không? Đó, Chinese New Year là Tết Nguyên Đán. Và vậy thì chúng mình sẽ nối hai với lại B nhé. Và xem Giang sẽ trả lời như thế nào nhé. We always watch the fireworks, and then we have a quiet dinner at home. À, we always watch the fireworks. Và chúng tôi luôn luôn là xem pháo hoa. And then we have a quiet dinner at home. Và sau đấy thì chúng tôi ăn tối. I really enjoy Chinese New Year. I really enjoy Chinese New Year. À, tôi rất là thích Tết Nguyên Đán. Rồi. Sau bạn Giang thì là sẽ đến bạn nó, Philippines. Và bây giờ chúng mình cùng lắng nghe về bạn Philippines, xem bạn ấy celebrate the occasion này á, xem bạn ấy tổ chức hoặc là bạn ấy ăn mừng cái, xem bạn ấy ăn mừng cái dịp lễ nào, xem nào. Felipe, do you have any plans for your summer vacations? À, Philippe, do you have any plans for your summer vacations? Vậy là Philippe, cậu đã có cái kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè của mình chưa? À, vậy thì ở đây mình sẽ đâu, để mình xem bạn Philippe trả lời thế nào nhé. Well, I usually go to a festival and watch the parade. À, well, I usually go to a festival and watch the parade. À, tớ thì thường tới một lễ hội và xem diễu hành đúng không nào? Vậy thì Philippines thì sẽ goes to a festival đúng nào? Và bây giờ chúng mình nghe tiếp bạn Aditi nhé. Hi, Aditi. What do you usually do for Diwali? À, hi Aditi, what do you usually do for Diwali? Đúng nào? Vậy thì ở đây chúng mình sẽ nói Aditi với lại celebrate Diwali. Xem nào. Mình cùng nghe tiếp xem bạn Aditi thường làm gì ở lễ hội này nhé. I usually go shopping. It's fun, but what I enjoy most is eating. I usually go shopping. It's fun, but what I enjoy most is eating. À, tôi thường đi mua sắm rất là tuyệt vời, rất là vui. Thế nhưng mà những cái gì mà tôi thích nhất thì lại là ăn uống. I eat special food, really nice food. I eat special food, really nice food. Tôi ăn những cái món ăn rất là biệt, rất là đặc trưng và nó rất là ngon. Nè. Rồi, vậy là mình đã xong bạn Anity. Vậy thì chỉ còn đáp án cuối cùng là bạn Christy. Chúng mình sẽ nối với Celebrate New Year. Đúng không nào? Và bây giờ chúng mình sẽ nghe đoạn audio với bạn Christy nhé. Hi, Christy. What do you do for New Year? Hi Christy, what do you do for New Year? Đúng không nào? Chắc chắn là bạn đi là đúng rồi. Mình cùng nghe tiếp nhé. I usually spend it at home. I usually spend it at home. À, tôi thường dành thời gian ở nhà, đúng không nào? I clean the house and put up decorations. I clean the house and put up decorations, đúng không nào? À, tớ thường ở nhà và bạn ấy sẽ dọn dẹp nhà này và trang trí nhà cửa. Then I spend time with my family. Then I spend time with my family. À, sau đấy thì dành thời gian cho gia đình. I like spending time with my family at New Year. I like spending time with my family at New Year. Tớ thích dành thời gian cho gia đình vào dịp năm mới nào. Rồi. Vậy là chúng mình rồi vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong phần bài tập A, và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần bài tập B nhé. Bài tập B để bài yêu cầu chúng mình là listen again, complete the sentences from 1 to 5 in A, use the words below. À, chúng mình sẽ lắng nghe lại audio một lần nữa này, và chúng mình sẽ
hoàn thành những cái câu từ câu 1 đến câu 5 ở phần A, và sau đấy thì chúng mình sẽ và hoàn thành bằng cách là sử dụng những cái từ ngữ được cho ở dưới này. Ở đây thì chúng mình được cho 5 từ, đó là từ fireworks có nghĩa là pháo hoa, và chúng mình có từ party có nghĩa là bữa tiệc, decorations có nghĩa là trang trí, special food có nghĩa là đồ ăn đặc trưng, và parade có nghĩa là diễu hành. Rồi, bây giờ chúng mình cùng bắt đầu nhé. Vẫn như bài trước thì cô sẽ bật audio một lần và các bạn sẽ hoàn thành bài tập. Sau đấy thì cô sẽ bật lại một lần nữa và sẽ chữa bài cho chúng mình nhé. Hi Maria, it's your birthday next month. What do you usually do for your birthday? Well, I usually have a party with my friends. It's a lot of fun. Hi Yang, what does your family do for Chinese New Year? We always watch the fireworks, and then we have a quiet dinner at home. I really enjoy Chinese New Year. Felipe, do you have any plans for your summer vacations? Well, I usually go to a festival and watch the parade. Hi Aditi, what do you usually do for Diwali? I usually go shopping. It's fun, but what I enjoy most is eating. I eat special food, really nice food. Hi Christy, what do you do for New Year? I usually spend it at home. I clean the house and put up decorations. Then, I spend time with my family. I like spending time with my family at New Year. Được rồi, audio đã kết thúc. Các em đã hoàn thành bài tập chưa nào? Và bây giờ thì chúng mình cùng chữa nhé. Với câu đầu tiên chúng mình có là Maria celebrates her birthday. She has a... Nào, bây giờ chúng mình cùng nghe thử nhé. Hi Maria, it's your birthday next month. What do you usually do for your birthday? Well, I usually have a party with my friends. It's a lot of fun. Đây, chúng mình có lời hội thoại như sau. Hi, I'm Maria. Đây, chúng mình có lời hội thoại như sau. Hi, Maria. It's your birthday next month. What do you usually do for your birthday? Chào Maria. Sinh nhật cậu vào tháng tới đúng không? Thì cậu thường làm gì cho sinh nhật đúng không nào? Thì cô ấy Maria sẽ trả lời là well, I usually have a party with my friends. She has a party with her friends. Cô ấy thường có một bữa tiệc sinh nhật cùng với bạn của mình đúng không? Vậy thì cô chống ở đây chúng mình sẽ điền từ party đúng không nào? It's a lot of fun, she said, đúng không nào? Và rất là vui, Maria nói như thế, đúng không nào? Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang Giang. Xem Giang thì celebrate Chinese New Year. Giang thì ăn mừng Tết Nguyên Đán và bạn ấy. He watches the... Tôi gì nhỉ? Bây giờ chúng mình cùng nghe thử nhé. Hi Yang, what does your family do for Chinese New Year? We always watch the fireworks. And then we have a quiet dinner at home. Để chúng mình nghe nhé. Thì bạn nữ có hỏi bạn Giang là what does your family do for Chinese New Year? Gia đình của cậu thường làm gì vào cái dịp Tết Nguyên Đán? Thì Giang trả lời là we always watch the fireworks. Vậy thì gia đình của bạn ấy xem, vậy thì bạn ấy cũng sẽ xem cùng đúng không nào? Bởi vì ở đây bạn ấy sử dụng từ we với là chúng mình. Đấy, chúng tôi. Đó, vậy thì xong đấy sẽ bao gồm cả bạn ý. Vậy thì câu trả lời đây. Watch the fireworks. Đúng không nào? Đó, và chúng ta đây là fireworks. Và sau đấy thì ta để bạn ý có một cái bữa ăn tối cùng với nhau này. Và bạn ấy thực sự là rất thích Tết Nguyên Đán. Đúng không nào? I really enjoy Chinese New Year. Felipe, do you have any plans for your summer vacations? Well, I usually go to a festival and watch the parade. À đây, đến với bạn
Philippi thì bạn ấy goes to a festival, giống như là chúng mình đã tìm hiểu ở bài A đúng không nào, bạn ấy đi đến một cái lễ hội ở đấy và bạn ấy watches the, thì chúng mình để ý ở audio và nói là I usually go to a festival and watch the parade. Đúng không? Đấy thì Philippi nói như thế, tức là they he watches the parade đúng không nào, có nghĩa là cậu ấy đã xem một cậu đến lễ hội và xem diễu hành, được chưa? Rồi bây giờ chúng mình chuyển sang câu tiếp theo nhé, về Aditi. Hi Aditi, what do you usually do for Diwali? Aditi sẽ ăn mừng lễ Diwali đúng không nào, và xem cô ấy ăn cái gì nhá. Đây chúng mình chú ý là she eats, có nghĩa là cô ấy ăn cái gì đấy, và bây giờ chúng mình sẽ bắt từ eat để xem nào. Aditi thì ăn cái gì vào dịp này? I usually go shopping. It's fun, but I usually go shopping. It's fun, but tôi thường đi mua sắm rất là vui. Vậy thì không phải là eat rồi đúng không? Xem tại sao sẽ có câu trả lời của mình không nhá. What I enjoy most is eating. But what I enjoy most is eating. Đấy. But thứ mà làm tôi thích nhất đó chính là ăn. Đúng không nào? Để bây giờ chúng mình cùng xem cô ấy ăn cái gì nhá. I eat special food. I eat special food. Really nice food. Really nice food. Đúng không? I eat special food. Vậy thì câu trả lời đây của chúng mình sẽ là special food. Những cái món ăn truyền thống đặc trưng. Nào, những món ăn đặc biệt. Cái lễ hội này. Rồi, vậy thì còn đáp án cuối cùng đó chính là decorations. Thì chúng mình sẽ điền ở phần cuối này nhá. Có nghĩa là Christy thì ăn mừng lễ, Christy thì ăn mừng năm mới và cô ấy đã trang trí nhà cửa đúng nào, put up decorations có nghĩa là trang trí. Và bây giờ chúng mình cùng nghe lại audio để xem, để check lại đáp án một lần nhé. Hi Christy, what do you do for New Year? I usually spend it at home. I clean the house and put up decorations. Đó, vậy là chúng mình đã nghe được đáp án rồi đúng không nào? Hi Christy, what do you do for New Year? Christy thì cậu thường làm gì cho dịp năm mới? Thì Christy trả lời là I usually spend it at home. Tôi thường ở nhà. Đó, I clean the house and put up decorations. Đúng không nào? Tôi thường dọn dẹp nhà cửa và trang trí nhà cửa. Đúng không nào? Là chúng mình đã cùng nhau giải quyết xong bài tập B và bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập C nhé. Ở bài tập C này thì đề bài yêu cầu chúng mình là talk with the partner. How do you celebrate your favorite festival? Tập C này thì chúng mình sẽ cùng nhau làm việc với bạn của mình và trả lời câu hỏi là chúng mình ăn mừng những lễ hội yêu thích như thế nào. Và ở đây chúng mình đã có một câu hỏi mẫu này. What's your favorite ở đây thì chúng mình có một đoạn hội thoại mẫu và bạn có sẽ xem đoạn hội thoại mẫu này và sau đấy chúng mình sẽ thực hành những đoạn hội thoại của riêng mình cùng với lại partner cùng với bạn của mình nhé. Chúng mình cùng xem đoạn hội thoại mẫu nhé. What's your favorite festival? How do you celebrate it? Lễ hội yêu thích của cậu là gì và cậu thường ăn mừng nó như thế nào? Thì bạn khi mà bạn A hỏi như vậy thì bạn B sẽ trả lời là my favorite festival is New Year. I usually have a party at home and watch fireworks at night. Lễ hội yêu thích của tớ là năm mới và tớ thường có bữa tiệc cùng với và tớ thường có tiệc ở nhà và sau đấy thì xem pháo hoa vào buổi tối. Nào, và đây thì cô cũng có một
loại hội thoại mẫu và chúng mình có thể tham khảo nhé. Ví dụ A sẽ nói là What is your favorite festival? Và nghĩa là lễ hội yêu thích của cậu là gì? Thì bạn B sẽ trả lời là My favorite festival is Mid-Autumn. Mình thích lễ trung thu. A lại hỏi tiếp là How do you celebrate? Và A sẽ hỏi tiếp là How do you celebrate it? À, cậu đã làm gì? Hoặc là cậu làm gì để ăn mừng lễ trung thu vậy? Và bạn B sẽ trả lời là We eat mooncakes and watch lion dancing with our family. Chúng mình ăn bánh trung thu và xem múa lân cùng với gia đình. Đó, sau khi mà lượt bạn A hỏi rồi bạn B trả lời xong thì đến lượt bạn B hỏi và bạn A trả lời cũng những câu tương tự giống như là cái lượt trước. Đó, xem nào. Em đã hiểu được yêu cầu của bài C chưa nào? Video bài giảng ngày hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn tất cả các em đã đồng hành cùng cô trong suốt video bài giảng ngày hôm nay. Và chúc tất cả các em học tốt. Hẹn gặp lại tất cả các em trong những video bài giảng lần sau. Goodbye and see ya. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.